Rồi ok, hello game, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay, cuối tuần, thử thách cặp cửa sẽ bắt đầu. Và không nói nhiều nữa, bắt đầu luôn này. What? What the fuck? Anh em bị căng không? Hôm nay kiểu định giới thiệu nhanh vào nhanh không? Nhưng mà còn một thứ nữa, anh em thấy không? Mình đã cắt được tóc rồi. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Mình đã không còn tóc dài nữa rồi anh em ạ. May vãi lìn ra hôm qua. Tự nhiên thế nào đấy, mình lại tìm được một nơi để cắt tóc. Được rồi, thì cuối tuần. Và theo lịch trình thì chúng ta sẽ đến với thử thách cặp cửa, và hôm nay sẽ là một chuyên mục siêu đặc biệt với những video siêu hay, và sẽ có một thứ mà anh em rất mong chờ sẽ xuất hiện ở trong thử thách cặp cửa này. Đấy, giới thiệu ngắn gọn thôi, còn bây giờ thì bắt đầu nha. Lát mạnh quá anh em ạ, mùa dịch rồi mà vẫn còn lát như này cơ. Wow, thề luôn đấy anh em ạ. À vâng, đây gọi là chơi cái trò này. Đút tay vào lỗ, xong bây giờ không rút ra được anh em ạ. Thương xót nhẹ. Đấy nhá anh em nhá, chơi cái trò đút tay vào lỗ ấy, thì kiếm cái lỗ nào nó to và rộng nhá. Chứ đây là như thế này nó kẹt đấy anh em, nguy hiểm lắm. Ui đấy, cho cả kiểu xà phòng vào rồi nó còn không ra nhá. Không phải là cứ có lỗ là nhét vào đâu. Đấy được rồi, mãi mới ra được, may nhá. À cái này là chụp toàn cảnh anh em ạ. Vâng, một thanh niên da đen sẽ chụp toàn cảnh gương mặt của anh ấy, kiểu góc rộng ấy, đấy. Để xem nó sẽ như thế nào nhá. Cái gì vậy? Ghét vãi liền. Bình thường chụp toàn cảnh nó đẹp lắm cơ mà nhỉ. À quên, đây là thử thách cấm cười cơ mà. Nhưng mà quả này thì không nhịn được, quả này thì quá phế rồi. Xem lại này. Đây này, bắt đầu từ chỗ này nhá. Đéo hiểu kiểu gì luôn anh em. Chơi băng là lạnh chết chưa. Bực thế nhở mày này. Đây gọi là một phút bốc đồng cả đời bốc kích đấy. Đây là phòng vệ sinh nam đúng không? Rồi sao? Còn đây là phòng vệ sinh nữ đúng không? Có thế là cuốn nửa. Thế rồi chị em đi vào đấy rồi làm như nào? Tè lên cái chỗ rửa tay à? À chơi kéo co. Đâu đấy? Ai à. Vâng, một người đã thoát được. Vâng, của Titanic rồi anh em ạ. Ok. Đúng là trên đời này không có cái ngu nào giống cái ngu nào đấy. Vừa nói xong, túm lại ấy, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng tất cả cái ngu đều là ngu ấy. Đau đấy anh em ạ. Ôi trời ơi, đang tâm sự dày mỏng anh em ạ, đang tâm sự đêm khuya tự nhiên con rán nó bâu phát mặt. Say bye vlog, it's a boring day and I keep on going. Vâng, em ấy đang quạt cái gì vậy? What? Người ta ở đây là đang ngồi hong ok, anh em chắc mình biết đang định nói gì đúng không? À, nhảy à? Ok, nhảy nhót à? Rồi, đây là trong một đám cưới rất là vui vẻ anh em ạ. Cô dâu thì nghiêng bên trái, còn chú rể thì nghiêng bên phải. À, nghiêng vào phù dâu luôn anh em ạ. Đấy. À, cô dâu biết, phát hiện ra và đã tó vào chim chú rể để ra hiệu. What? Ok, cái này rất là hay.
cái vấn đề ấy là cái khẩu trang này ấy, nó khớp hoàn toàn với mặt con bé luôn. Uầy. Nhờ. Khớp hoàn toàn luôn ấy, đỉnh vãi lìn. Vâng, và đây là khi mà con chó của bạn cũng cảm thấy ngại vì bạn. Cái mặt nó kiểu uầy mẹ thằng này nó làm sao ấy, nó bị làm sao. Trông mặt nó kiểu rất là ái ngại hiểu không? Thề trông mặt nó kiểu cảm thấy bị nhục nhã bởi người chủ của nó. What? What? What the fuck? Uầy. Ôi mình biết là kỹ xảo nhưng mình vẫn phải kiểu ngạc nhiên vãi lìn ra hiểu không? Vâng, thao tu hô hấp nhân tạo cho người đang bị ngất nha anh em. Vâng, nhớ tát cho tỉnh lại nhé. À, không được tát anh em ạ. Không được tát người ngất trong khi đang hô hấp nhân tạo, ok? Đây, xem lại quả tát đi vào lòng người lắm này. Đây, đấy, hô hấp nhân tạo phải tát cho nó nhanh tỉnh nhá. Rồi ok, và vừa rồi là tất cả những cái video lẻ mà mình đã sưu tập được trong cái chuyên mục thử thách cắm cười. Và bây giờ sẽ đến với chuyên mục hay nhất, đó chính là reaction về mấy thanh niên khiêng hòm, mấy anh da đen khiêng hòm. Anh em đã comment bên dưới và bảo mình hãy xem đi, nhưng mà mình cần có thời gian để tổng hợp anh em ạ. Có nhiều video lắm nhưng mà không phải video nào cũng hay, thế nên là sau một quãng thời gian tổng hợp và edit lại thì mình đã có được một video dài khoảng 3 phút tổng hợp lại mấy anh da đen nhảy nhót khiêng hòm. Thì thôi bắt đầu luôn này. Lại quả này này. Theo như những gì mình biết nhá, thì đây là phong tục ở trong cái đám tang của cái cứ gọi như là của một cái đất nước ở bên châu Phi nào đó đi. Đấy. Thì người chết sẽ được đặt vào trong quan tài và họ quan niệm rằng khi mà người chết ý, họ sang thế giới bên kia ý, họ phải vui vẻ. Thế nên là trong đám tang họ sẽ khiêng hòm để nhảy nhót. Nhưng mà mình nghĩ rằng ý, cái thanh niên bị chôn trong cái thùng này sẽ không vui một tí nào đâu. Chết rồi mà vẫn còn bị lộn cổ. Này, mình đố anh em nhé, người nằm trong hòm này là ai? Tôi thề với anh em, người nằm trong hòm này nhé, câu trả lời chính là ông này. Anh em tin mình không? Anh em tin mình không? Này. Úi dồi, sau quả đấy thì chắc chắn phải nằm vào hòm luôn, mình thề. Úi dồi, lại còn thứ này nữa. Uầy, hết rồi anh em, phí quá. Mình chỉ tổng hợp được khoảng độ 3 phút về mấy thanh niên khiêng hòm thôi. Nhưng mà wow, tự nhiên mình cảm thấy nhá, là họ có một cái quan niệm rất là khác so với Việt Nam, đúng không? Ở Việt Nam mình khi mà trong đám tang thì chúng ta sẽ khóc, sẽ thương tiếc người đã mất.